Cái con này đi. Này là con hũ cao cổ nha các bạn. Ngâm vào nước nè. À, cũng sạch luôn các bạn ơi. Wow. Hũ cao cổ nha các bạn. Wow, đẹp quá nè. Hello, chào các bạn nha. Hey hey, hôm nay mình đi tìm được chai nha các bạn ơi. Wow. Wow, đây có được chai các bạn. Đồ chơi bị dính cát rồi các bạn ơi. Wow, sẽ lấy nó nha các bạn. Đi vệ sinh nó nha. Đây, một con mực nha các bạn. Wow. Ở đây là con amon nè các bạn ơi. Dính cát dơ hết rồi. Đây, đây là con cá heo nè các bạn. À, con sao biển nè các bạn ơi. Chào biển nè. Con này là con ếch nha mày. Con để vào đây. Tiếp theo, wow, con cua cua nữa mày. Con cua biển nha. Tiếp tục, nè, đây là con hũ cao cổ nè. Bảy luôn nè. Wow, con to lắm mày. Con tôm. Đi, con này là con khủng long đó bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ đem đi rửa nha các bạn. Đi, có thau nước rồi các bạn ơi. Đồ chơi luôn nè các bạn. Giờ mình sẽ lấy ra nha. Lấy đồ chơi ra nha các bạn. Con tôm nè. Ê, con khủng long nè. Ê, này con cá heo nè các bạn. Lấy cát cũng lại nha các bạn. Nè, này là con ếch nè các bạn. Nè, đây là con cua nè các bạn ơi. Đây là con hũ cao cổ nè. Đây là ngoài sao biển nè các bạn ơi. Wow, con mực nè các bạn. Đây con cuối cùng con amon nè các bạn. Mình rửa luôn nha. Uống lên bọt nè các bạn. Wow. Đây đây con amon nha các bạn ơi. Wow. Con amon nè. Màu da người nha các bạn ơi. Amon nha. Đây tục nào. Lấy con này đây. Này là con hũ cao cổ nha các bạn. Ngâm vào nước nè. À, tự sạch luôn các bạn ơi. Wow, hũ cao cổ nha các bạn. Wow, đẹp quá nè. Bỏ qua một bên nữa nè. Đây mình lấy con to nhất nha các bạn. Đây là con to nhất đây nè. Wow. Wow, to lắm mà ơi, đẹp lắm nè. Đây con tôm hùm nha các bạn. Wow. Ê, con tôm hùm nè, to đẹp lắm các bạn. Này là con cá heo nha các bạn. Wow, tự sạch luôn các bạn ơi. Tự sạch luôn nè. Này con cá heo nha các bạn. Đẹp quá nè. Bỏ vào. Cái con này nha các bạn ơi. Sạch các bạn. Wow, con cua nè. Cua màu đỏ vàng nữa các bạn. Con cam nha các bạn ơi. Con cam chứ không màu đỏ không. Con cam nha. Wow.
Cảm ơn các bạn. Ngày càng bé tí à. Ngày càng bé tí nha các bạn ơi. Wow. Bỏ vào. Đây được bao nhiêu con các bạn? 1, 2, 3, 4, 5 con các bạn ơi. Đẹp đẹp con các bạn. Ê, có sợ bông luôn hả bạn? Nè, tiếp tục mình lấy con nào đây? Wow, khủng long nha bạn. Ngâm vào nước. Wow, khủng long nè bạn ơi. Khủng long màu xanh nha. Wow. Lắm nè. Há miệng được nữa bạn. Nè. Wow. Khủng long màu xanh nha bạn. 6 con nha. Ê, tiếp tục nha. Wow, con này là con sò biển nè, không biết nó màu gì nha bạn. Wow, sò biển màu xanh nè bạn ơi. Nè, sạch sạch xanh luôn nha. Ở dưới màu trắng nè, ở trên màu xanh nè. Wow. Lấy luôn nha các bạn. Ê, bao nhiêu con rồi ta? 7 con rồi các bạn. 7 con rồi. Sạch hết rồi các bạn. Ê, tiếp tục theo rồi. Con này là con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Wow, con mực các bạn ơi. Con mực tuột nè. Một tuột màu vàng nè các bạn. Wow. Đẹp lắm các bạn ơi. Ê, một tuột màu vàng nha các bạn ơi. Bỏ vào luôn nè. Wow. 8 con các bạn. Còn một con nữa nha, mình sẽ lấy nữa nha. Ê, con gì đây? Wow, ếch bạn ơi. Con ếch màu xanh này. Hết kêu rồi bạn. Wow, ếch màu xanh đẹp lắm bạn ơi. Ê, đi đi đi. Wow, ếch đồ chơi các bạn. Mình được 9 món đồ chơi các bạn ơi. Wow, đẹp lắm nè bạn. Ê, được sạch sẽ hết rồi. Clip đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn xem nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.